Mà nay cái gì phiết phiết nhỉ? Nay phiết không? Nay phiết nha. Đó rồi. 5C đây. Nay phiết đây. Chấm đây. Rồi, phụ huynh ký vào. Xem mặt tí nha. Phiết. Đấy, rồi ký vào. Phiết. Không ký ký tên của phụ huynh ấy, phụ huynh ăn tên gì ký tên ghi tên. Ghi tên của anh vô. Tên của chính anh ấy, đấy. À, nói với mạnh. Chính anh y. Rồi rồi đây thêm một tờ nữa. Chị em đưa rồi. Tốt nhất là cứ. Là cái này là 4. 5 này. À, kebab. Ơ, phải. Đây kebab phiết à? Không biết cơ bạc phiết đây. Ký nhầm đây. Rồi, đây còn hai danh sách này nè. Hộ nghèo nhận luôn nha. Nhận luôn cái hộ nghèo luôn cho thầy. Đây là cơ bạc phiết hay nay phiết? Nay là cơ bạc chưa được. Rồi rồi.